Uganda là một quốc gia không giáp biển, nằm hoàn toàn trong lục địa châu Phi. Nhưng trái ngược với sự khô cằn của lục địa này là một vùng có nhiều rừng nhiệt đới hùng vĩ, hoang sơ, cũng như có nhiều điều kỳ thú và bí ẩn bậc nhất hành tinh. Phía nam Uganda là vùng hồ Victoria vĩ đại, là vùng đất lãng mạn, quyến rũ của muôn loài, nơi thượng nguồn con sông Nin huyền thoại. Câu chuyện xảy ra tại một khu rừng nhỏ nằm cạnh hồ Victoria. Một loài virus lạ đang âm thầm sinh trưởng và lây lan ẩn mình trong loài khỉ. Khi sống ký sinh trong máu, chúng bắt đầu sinh sôi, nảy nở mạnh. Điều đáng chú ý là chúng cũng gần giống như các loài virus khác như sốt vàng da, sốt xuất huyết. Chúng bắt đầu tấn công con người qua đường mũi đốt. Năm 1947, bệnh sốt vàng da hoành hành tại nơi đây. Nhà virus học George Dick cùng các nhà khoa học đến đây kiểm tra và nghiên cứu về các loại virus lây truyền này. Nhưng họ phát hiện và đã cô lập được một loại virus lạ chưa bao giờ có tên trong số chủng loài virus truyền nhiễm ở loài khỉ số hiệu 766. Kể từ đó, ông đặt tên loài virus này là Zika. 3 trường hợp phát hiện đầu tiên nhiễm virus này ở Nigeria vào năm 1968 với các triệu chứng sốt, đau nhức xương khớp và nhức đầu. Bắt đầu từ đó, virus Zika tiếp tục lan rộng khắp châu Phi. Năm 2007, chủng virus Zika từ châu Phi lây sang châu Á, gây ra những ổ dịch lớn đầu tiên trên người tại đảo Thái Bình Dương của Sáp. Chúng không chỉ lây lan qua loài muỗi Aedes, một loài muỗi mà ta được biết lây truyền bệnh sốt xuất huyết và sốt vàng da. Nghiêm trọng hơn, chúng còn có thể lây qua đường tình dục. Mùa hè năm 2014, giải bóng đá thế giới được tổ chức tại Rio, Brazil. Đây cũng là thời điểm hàng ngàn khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến du lịch và tận hưởng giải vô địch lớn nhất hành tinh. Các chuyên gia y tế nhận định rằng du khách từ Polynesia đã mang loài virus Zika đến vùng đất này. Ngày 15 tháng 2 năm 2015, hội chứng đầu nhỏ lần đầu tiên được nhắc đến khi một em bé bị bệnh đầu nhỏ sinh ra từ bà mẹ Brazil. Bệnh do virus Zika sẽ tiếp tục bị coi nhẹ nếu như các nhà khoa học Brazil không gióng lên hồi chuông thức tỉnh toàn nhân loại. Virus Zika đang lan tràn khắp Nam và Trung Mỹ, có thể ảnh hưởng đến 4 triệu người và thậm chí có khả năng bùng phát thành cơn đại dịch toàn cầu. Kể từ khi bùng phát, hiện nay dịch bệnh do virus Zika đã lan trên diện rộng nhất trong lịch sử. Dịch đang hoành hành ở châu Mỹ Latin, không ngừng lan sang các nước khác ở Nam Mỹ, Trung Mỹ, vùng biển Caribe và châu Á. Nghiêm trọng hơn là virus Zika đang tấn công Đông Nam Á. Tại Việt Nam, ngày 5 tháng 4 năm 2016, Bộ Y tế công bố 2 trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên, trong đó một thai phụ 33 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh và một phụ nữ 67 tuổi ở Khánh Hòa. Tính đến hết ngày 7 tháng 1, dịch Zika đã tấn công 176 người. Loài virus ăn não người Zika là loài virus biến đổi gen mà thủ phạm chính là do loài muỗi Aedes gây ra đang trở thành nỗi ám ảnh của loài người. Vì chúng sẽ làm hủy hoại những giống nòi con người cho các thế hệ kế tiếp với những đứa trẻ bị teo não. Nguy hiểm hơn là thế giới hiện nay chưa có thuốc phòng ngừa và đặc trị nên mức lo ngại càng trở nên báo động.
Trước diễn biến trên, Việt Nam cũng kết hợp với WHO tăng cường áp dụng các biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa dịch lây truyền của Zika. Tuy nhiên, đối với các biện pháp diệt muỗi hiện nay như diệt các ổ bọ gậy và phun thuốc diệt muỗi cũng ở mức độ hạn chế, khó tiêu diệt muỗi trên diện rộng. Không chỉ thế, phun thuốc diệt muỗi cũng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng nơi diễn ra phun thuốc. Vậy, làm sao để ngăn ngừa mối nguy hiểm từ muỗi và phòng chống sự lây lan của dịch bệnh? Tiếp nối thành công của nhà khoa học Mỹ Stephen Hoffman trong việc chế tạo vaccine chống bệnh sốt rét, một nhóm chuyên gia quốc tế đã cho ra đời một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên giúp chúng ta có thể bảo vệ mình trước nguy cơ đại dịch bùng phát. Hãy bảo vệ con bạn trước đại dịch Zika đang hoành hành.